Alo. Alo, hôm nay kỷ niệm của cháu con của Nốt. Anh em chúng tôi ở cây lạy lên, tôi xin là một đại biểu của cây lạy ca bản chân tình trước, để chúc cô dâu chú rể cũng chân tình giống như anh em chúng tôi ở cây lạy lúc nào cũng chân tình. Hoàng lên. Alo.